Đây lại tiếp tục một con dê vàng nữa cả nhà. Hai con luôn nha cả nhà. Vô rồi, vô mánh rồi. Vậy là ba con luôn nha. Bốn con nha cả nhà. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Hello cả nhà nha, hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời nha cả nhà. Và yêu cầu là ngày chủ nhật mình rảnh rỗi là mình sẽ có clip nha cả nhà. Dù gần không biết là clip mình đi giăng lưới hôm nay là có cá hay không, mà chỉ biết là rảnh rỗi là mình sẽ đi kiếm chuyện mình quay cho cả nhà coi ha. Đây hôm nay là mình sẽ giăng lưới với mấy cái đìa này nha cả nhà. Giăng lưới với cái đìa này ha. Rồi bây giờ mời cả nhà theo chân mình đi giăng vỏ lưới đầu tiên nha. Mình vừa giăng xong lưới ở dưới cái ao này nha cả nhà. Cái ao nó có một đoạn thôi mà mình giăng xéo qua xéo lại là vừa hết một tay lưới luôn ha. Và đây là Kobe ha. Mình với lại một thằng em nha. Em nãy giờ là nó cầm điện thoại nó quay cho mình. Bây giờ mình sẽ đi uống thử cái dạo lưới ngắn đầu tiên nha cả nhà. Đây chúng ta. Tưởng cái địa này cạn, cái địa này kia chứ. Có dính, có dính. Ô, ô. Đầu tiên là con cá dê vàng nha cả nhà. Vậy nãy mình thả lưới cho nó nhanh ăn. Câu lâu quá. Con thứ hai là con gì chạy thật sao rồi. Đây con cá dê vàng nữa. Hai con cá dê vàng. À đây ba con cá dê vàng. Ba con cá dê vàng nha cả nhà. Cá dê vàng. Cá dê vàng tuy gần không được to nhưng mà có dính là vui rồi.
Cái chi vàng không chứ bộ. Được. Tính là mình thả có xíu mình với ba con nha nè. Nhảy ra chi đất không. Rồi được ba con, thế là gỡ xong nha cả nhà, đi dân lại tiếp. Mình sẽ đi cuốn cái dạo lưới dài nha cả nhà. Mình dân nãy giờ cũng lâu lâu rồi, bây giờ mình cuốn cái dạo lưới dài này. Đây là một con chi vàng đầu tiên của dạo lưới dài nha cả nhà. Cái dạo lưới dài này là cái dạo lưới mà hàng năm mình đi dân lưới ở trên ruộng á, thành ra nó dơ và nó cũng mục rồi ha, nó quá cũ rồi mấy năm rồi. Đây lại tiếp tục một con chi vàng nha cả nhà, hai con luôn nha cả nhà, vô mắm rồi, vậy là ba con luôn nha. Bốn con nha cả nhà. Vô rồi. Nè cả nhà có cái chi vàng nè. Kíp nè. Nè. Hơn 10 con nha cả nhà. Cá này là do con cá mẹ nó vô hồi cái đợt nước ngập. Giờ nó đẻ ở trong này ha. Cho nên là cá nó cũng cỡ thôi nha cả nhà. Đi mình đi gỡ. Không cá chê không ạ. Cái này mày cũng biết cái chơi đồ đó hả em? Dạ, cái cá bự mà. Không gỡ nha. Dạ, bây giờ nó gỡ nè. Cái văn lội mà đâu có gì lội gì gỡ được, nó có chỗ con cá. Cái phim ổ ha. Cái phim đứng làm nghe như tượng đài để gác cái cần gỡ cá luôn.
Cái này nó để trong đồng luôn. Rồi nón con đâu? 9 con. Mười hai con hết ba ơi. Còn mấy con nữa đâu? Mười con. 11 con, 12 con. Dạy 12 con đúng không? Đúng rồi. Dạy buổi trưa ăn này đã rồi. Đúng không? Ừ. Ăn 12 con là được. Vỏ lưới này là bội thu nha cả nhà. Được 12 con cá chi vàng ha. Bây giờ mình sẽ thả lại. Thả gì? Thả lưới. Thả lưới tiếp hả? Ừ. Để mình câu nữa hả? Nữa hả? Đúng rồi. Mình có thọc tay vô đây nha Bi. Con đứng đây con coi chừng coi con cá nhảy ra ba, con kêu ba nha. Dạ. Đứng trong mát nè.